Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2, là ngày Chủ nhật. Thì cũng như thường lệ, chúng ta có trao đổi nhau về giáo pháp. Thì trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng xin lưu ý cho Phật tử đôi điều là Phật tử mới thì chưa hiểu tôi, Phật tử lâu thì có lẽ rành về cái lối sống của Tịnh Xá Ngọc Vân chúng ta. Thì hôm trước tôi đã nói với Phật tử thì theo con đường hướng của Minh Đăng Quang, tôi thấy rất là hay. Ngài kinh nghiệm giữa Nam Tông, Bắc Tông, Ngài mới đặt ra cái khất sĩ này. Quý vị coi cái lực khất sĩ của Minh Đăng Quang thì mỗi tháng chư tăng đọc 2 lần. Thì một vị trụ trì không có quyền hạn gì giống như bên Bắc Tông hay Nam Tông, mà tất cả đều là do Phật tử. Phật tử mua đất rồi cất chùa rồi cúng dường cho giáo hội. Trụ trì xuống chỉ là giảng pháp dạy đạo thôi. Thì mục đích có như vậy. Thì cái lối sống tôi thấy na ná như cái ông Mạnh Tử mà nói vậy đó. Dân di quý, tổ quốc thứ chi, quân di khinh. Thì dân di quý tức là toàn dân. Thì giống như Phật tử đây là quan trọng hơn hết. Vì tịnh xá này cất ra là để Phật tử tu, Phật tử tại địa phương. Thành ra mỗi cái vấn đề xây cất tiền bạc Phật tử phải lo hết. Nhà sư chỉ có dạy đạo thôi. Thành ra tôi không có đứng tên giấy đỏ, tôi cũng không đứng tên tịnh xá. Cũng như quý vị coi cái quyển mà chủ hộ đây, thì chủ hộ Tịnh Xá Ngọc Vân chính là Tịnh Xá Ngọc Vân. Còn sổ đỏ đại diện trụ trì xin điện, quý vị coi cái điện ở Trà Vinh đây, cũng người xin điện cũng là Tịnh Xá Ngọc Vân chứ không phải tôi. Tôi chỉ là đại diện tạm thôi. Tôi xuống đây là dạy đạo, tức là cái pháp lý là quan trọng nhất đối với Minh Đăng Quang. Mà chẳng những Minh Đăng Quang mà Phật Thích Ca cũng vậy. Chư Tăng chỉ còn giáo pháp thôi. Ngài đi xin ăn, đêm ngủ dưới gốc cây, và chỉ còn lại giáo pháp thôi. Nhà sư không làm gì hết, chỉ có giáo pháp. Giáo pháp là gì? Tức là dạy cho quý vị tiến tới giải thoát, chứ không phải giáo pháp người trời. Nghĩa là ít nhất cũng đắc quả nhập luôn. 62 tôn giáo thời Phật Thích Ca là đã có rồi, nhưng mà không có cái nào mà chỉ tới thánh quả hết. Thì tôi có đọc thường cái quyền đó đó. Nào hơn là được sanh cõi trời, hơn là chủ trì võ trụ, hơn là thống lãnh cõi đất. Quả dự lưu là tối thắng. Thì Phật Thích Ca muốn rằng tất cả Phật tử phải đi đến giải thoát. Mà giải thoát cái gì? Thì giải thoát cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mà dục là gì, sắc là gì, vô sắc là gì? Đa số là mịt mù. Tôi 40 mấy năm trời tôi cứ tha thiết, tôi trăn trở cái đó hoài. Không biết đạo Phật khác với 62 tôn giáo đạo người trời như thế nào. Thì hôm nay tôi thấy tạm là sáng tỏ. Thì tất cả Phật tử cũng như Phật Thích Ca và Minh Đăng Quang đã lặp lại. Người ta mong ở các nhà sư cái gì? Tiền bạc vật chất thì Phật tử đầy nhóc hết. Nhưng mà tiền bạc vật chất không có đem lợi cái hạnh phúc thật sự cho quý vị. Quý vị nhìn bây giờ thì biết. Thì chính ông Đỗ Hồng Ngọc ở trong cái quyển tôi coi đó, thì bây giờ cả thế giới 100 mấy chục nước, thì trong đó nước Mỹ là giàu nhất, không có nước nào bằng. Vật chất ngút trời. Mà 100 mấy chục nước đau khổ nhất lại là nước Mỹ, tự giận rất là nhiều. Tại sao giàu có đứng đầu thế giới mà lại tự tử cũng đứng đầu thế giới? Là vì thiếu cái linh hồn, thiếu cái nhận thức, thiếu cái hiểu biết. Thì Đức Phật cũng như sư trưởng Minh Đăng Quang, một trụ trì phải đem lại cái sự hiểu biết về tâm linh cho Phật tử. Phật tử cần cái gì?
cần có hiểu biết giải thoát. Giải thoát có nghĩa là không dính mắc. Mà không dính mắc vào cái gì? Vào cõi dục, sắc và vô sắc. Dục là sắc thân bên ngoài, sắc là sắc thân bên trong. Vô sắc là không dính mắc vào thân bên ngoài, bên trong, mà dính mắc vào cái mông lung, cái bao la của tư tưởng. Thì ở đây tôi bây giờ tôi mấy chục năm tôi không có giảng pháp, tôi là ông sư câm, tôi đau đớn vì vấn đề đạo Phật. Thì về đây tôi bắt đầu mới có giảng thôi. Chứ hồi đi hành đạo là tôi cũng mịt mờ, tôi gì tôi chỉ qua quý sư lớn thôi. Là tôi cố gắng ở đây mời quý vị biết, một người muốn đi sâu vào đạo Phật thì phải bỏ bên ngoài. Vừa có tài mà sắp xếp quyền của mày mà vừa đi sâu vào nội điển thì chỉ có Minh Đăng Quang với Phật Thích Ca thôi. Chứ tôi thấy là khó được, có được cái này sẽ mất cái kia. Thành ra quý vị thông cảm cho tôi. Tôi muốn quý vị giải thoát. Còn cái hình thức là phụ thôi, tôi đã nói mấy lần. Phụ nhưng mà phải có. Quý vị thấy như giảng pháp thì các nơi làm rất là rùm beng. Vô phải niệm Phật bổn sư ba lần thì phải xá rồi. Xong rồi phải hồi hướng, con xin đem công đức này hồi hướng về khắp tất cả gì. Có chỗ còn đọc dài hơn nữa. Tôi đây sẵn có gì hết. Cái lại Phật, lại sư trưởng, lại quý sư trung một lần thôi. Rồi cuối cùng xong là cũng lại sư trưởng quý sư rồi thôi, nghỉ. Rồi Phật tử đây rồi, hình quan âm, rồi hào quang của Phật Thích Ca, rồi treo cờ Phật giáo, những cái lễ lễ lớn, rằm Tết, rồi rằm tháng 4, rồi rằm tháng 7, rồi đủ thứ hết. Tôi không. Tôi cần là Phật tử giáo Pháp thôi. Nghĩa là quý vị phải hiểu con người mình đang ở đâu. Giờ mình chết mà đi về đâu, thì ngay bây giờ mình phải biết liền. Cái đó là cái quan trọng nhất. Bởi vì đạo Phật hay tất cả tôn giáo đều đặt cái sanh tử là việc lớn nhất. Nhưng mà không có tôn giáo nào giải quyết sanh tử được hết. Thay thế thôi. Chỉ có Thái tử Siddhartha mới thấy chỗ đó. Và sau 49 ngày Ngài mới được cái đó. Thì đòi hỏi phải quả nhập lưu. Nhưng mà nhập lưu thì phải thầy sáng bạn lành, hoàn cảnh phải thuận tiện. Thân, tâm và hoàn cảnh. Tâm tức là quả nhập lưu đấy. Thân là sát thân phải ít bệnh. Hoàn cảnh tức là phải thầy sáng bạn lành. Thành ra đây tôi đã tạo ra hai cái đó. Một là sắc thân phải ít bệnh. Sắc thân là phải bệnh thôi. Nhưng bây giờ ăn uống ẩu tả thì nó bệnh tùm lum. Mà bệnh đủ quý vị làm sao mà cái tư tưởng trong sáng. Một tinh thần mà sáng suốt phải trong một thân thể tráng kiện. Này sang thân thể bệnh hoạn. Giờ đây là đa số con bệnh, tôi cũng bệnh. Nhưng mà tôi nhờ ăn gạo lứt tôi kiên cử. Tôi bệnh là bệnh nhẹ thôi. Thấy không? Chứ tôi không đến nỗi tới nặng. Ung thư, tiểu đường, tai biến này kia là tôi không có. Mà bệnh thì sắc thân phải bệnh, Đức Phật còn phải bệnh mà. Rồi quý vị bây giờ tôi thấy đa số cũng bệnh nhiều. Thành ra tôi mới lập ra cái ban gạo lứt. Thì trong các ăn uống thì có gạo lứt là bổ nhiều nhất. Còn các đồ ăn thì phụ thuộc thôi. Mà bây giờ quý vị là ăn đồ nhiều, ăn nhiều hơn là cơm nữa. Thành ra tôi mới là lấy gạo lứt làm căn bản. Và Phật tử thì làm biếng nấu. Cả tôi làm biếng ăn nữa. Thành ra tôi phải nờ cái ban hộ niệm đây. Phải nấu sẵn rồi cho Phật tử. Tử đây nói chung cả mấy người nghèo ở ngoài đời nữa. Thì họ nương vào đó họ xin ăn. Thì cái đó phải có miệng tôi nói vô. Nhờ Việt Kiều nó ủng hộ. Thì mình có thể đủ thôi. Thì đó là lo cái sắc thân. Mà sắc thân là tạm bỡ chứ không phải là vĩnh viễn được. Rồi nó cũng phải chết. Dầu số ít bệnh thì cũng 5, 7, 8, 9, 100 tuổi là cũng phải chết. Nhưng mà có một cái tâm là không chết. Cái đó là quan trọng nhất. Mà tâm lại có vọng tâm thì cũng chết nữa. Thì đây tôi giảng rất kỹ về tiến trình năm quẩn do cảm thọ là vọng tâm của cỏ cây. Tức là ngạ quỷ. Rồi tư tưởng là vọng tâm của loài thú. Nhưng mà coi chừng cái này, coi chừng lộn với cõi trên nữa ha. Thì cái này là do gì? Sắc quẩn. Cảm giác là cái biết dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Còn tư tưởng là sự phân biệt. Cảm giác khác và phân biệt khác. Cảm giác là nhận sự vật, nhưng mà chưa có phân biệt. Mà cảm giác nhận sự vật với phân biệt sự vật mà duyên về sắc thân không, thì cái đó là bốn đường ác. Còn cảm giác mà phân biệt duyên về cái thân bên trong, tức là dây thần kinh, thì đó là cõi người, trời dục giới, sắc giới. Thì quý vị phải để ý.
Thành ra tôi thấy nó còn lộn, nhưng Thiện Khánh viết trên bản trển cũng lộn cái chỗ đó. Thì tôi tính bữa nay tôi giảng lại, nhưng mà chắc cũng không có thì giờ. Thì giờ nó quá ít. Thì vô gọi cái này nữa thì nó kẹt. Đó thì quý vị thông cảm cho tôi. Thì tôi chú trọng nhất đó là vấn đề giáo pháp. Thì đây tôi phải lãnh thôi. Mà nó rất là khó. Nó đi vào chi tiết ở trong con người quý vị. Nó khó mà nó dễ. Thành ra phải học cái bài kinh 66 cho thuộc lòng. Tôi bắt tất cả đều trả hết. Nó năn nỉ nhưng mà đó là có vẻ bắt buộc. Nhưng có một số cũng không chịu trả thì tôi đành thôi. Cái tâm tôi nói thật, tôi muốn quý vị làm sao thành Phật trong kiếp này. Tất cả đều thành Phật, gặp tôi là phải thành Phật. Nhưng mà thời buổi này làm sao mà đắc quả nhập lưu, tôi còn không biết có đắc được không. Bị nó lờ mờ mà không ai thọ ký. Thọ ký là phải A-la-hán trở lên. Thì bây giờ làm sao biết là A-la-hán. Bây giờ tà sư ngoại đạo thì rất nhiều. Những người tu thần thông thì xưng là A-la-hán không. Mà quý vị thì thích thần thông nhất. Chính tôi hồi xưa cũng vậy. Bây giờ tôi mới hiểu thần thông là một cái trò chơi giả tạm thôi. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng. Thấy không? Có một cái lậu tận, cái thứ sáu. Đó là đạo Phật thôi. Mà bây giờ tôi có nhìn thấy xa. Thấy không? Xa hàng ngàn thước tôi nhìn qua ở địa cầu khác thì gì nó đắc quả. Tôi nghe tiếng chim, tiếng trâu bò nói hết. Tiếng chư thiên đó thì đó đắc quả. Rồi tôi biết tâm của quý vị lớn chưa trình bày, tôi biết quý vị muốn nói cái gì rồi. Thì quý vị nó ngon không? Sư này đắc quả, đắc cái gì đâu. Tôi có thể bay lên trên trời, có thể ngồi trong nước mà không chìm, tôi có thể độn thổ. Cái đó là tầm thường đối với đạo Phật đó. Mà hãy bây giờ có người nào vậy thì quý vị tin chắc. Tôi ngồi đây giờ tôi phóng hào quang khắp khắp nơi. Sáng sủa thì đó sư đắc quả. Quý vị có chừng một vị A-la-hán thì có ngũ thông. Còn một người có ngũ thông chưa chắc là A-la-hán. Quý vị phải coi chừng cái đó. Thành ra quý vị lầm thì đành rồi. Với cái tâm với hiểu biết quý vị là làm sao được. A-la-hán người ta có thần thông, người ta có hào quang. Nhưng mà cõi trời cũng có hào quang, ma quỷ cũng có hào quang. Rồi làm sao mà phân biệt. Nhưng mà ma quỷ không có cái lậu tận. Tức là tham sân si vẫn còn. Chọc tới làm ngược chiều là họ nổi sân liền. Còn một vị A-la-hán là không hề chửi, đánh, mắng, giết chết. Cũng mỉm cười thôi. Còn các vị ma quỷ mà đụng tới nó là nó bánh mình chết luôn. Cõi trời cũng vậy, tiên cũng vậy. Chỉ có mình A-la-hán chửi, đánh, mắng, cắt từng miếng thịt tới giết chết. Vẫn mỉm cười, không có sân, không có thù, không có oán. Không có những cái thành công mà thích, những cái thất bại là chán. Không hề có vấn đề đó. Cái đó là cái khó hiểu. Mà nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái sắc thân không đầy hai thước này. Tham sân si cũng đó. Mà cải sửa tham sân si cũng đó. Mà nhận thức tham sân si trở về chân không A-la-hán cũng đó. Mà tùy thuận cũng sắc thân này. Thành ra quý vị cả một vấn đề khó hiểu trong đó. Đó từ giờ tôi xuất gia về, tôi bỏ cái bên ngoài. Tôi không có danh lợi, tôi không chịu làm việc gì hết. Không phải là tôi không làm, nhưng mà làm cái đó thì làm sao có thì giờ mà đi vào chiều sâu. Tôi sống rất là đơn giản. Do cái đơn giản này tôi có rất nhiều thời gian. Nếu tôi làm chức phận thì bây giờ tôi cũng làm lớn rồi. Tôi có khả năng mà, có trình độ mà, có qua sư phạm mà. Nhưng mà lưới trong đó thì có bổn phận trách nhiệm hoài. Có bổn phận, có trách nhiệm, có quyền lợi thì có hưởng thụ. Mà hưởng thụ thì là chết quẹo. Thành ra tôi mới giảng quý vị là quý vị đừng có một cha, một mẹ, một con. Lo cho cha mẹ mình thì nó đúng. Bổn phận, quyền lợi, trách nhiệm không phải là sai. Nhưng mà đó là cõi trời, không đi tới giải thoát được. Mình có vô lượng bổn phận, vô lượng cha mẹ, vô lượng quyền lợi thì bây giờ mới không dính mắc vào đâu hết. Thì cái đó là phải có. Rồi tự nhiên là người ta không hiểu mình, người ta phải chửi, phải ghét mình, không thích mình. Thì cái đó là cái dĩ nhiên luôn. Mình phải làm sao thành Phật thì phải chịu hết trơn. Bởi vì Đức Phật mới nói muốn làm Phật phải nhẫn những điều khó nhẫn. Phải dám làm những điều khó làm. Chứ không phải là dễ. Thì bây giờ phải đi chứ sao? Đi thì phải chịu đau khổ, phải chịu nhẫn nại. Té 100 lần, ngồi dậy 101 lần.
con người ý chí như vậy. Nhưng mà cuối cùng chính ý chí này mới giúp mình lướt khỏi tất cả những cái đau khổ. Nhưng mà cuối cùng ý chí chướng ngại trên con đường trí tuệ. Cái này là cả một vấn đề khó khăn. Thì thôi tôi trở lại, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật với Phật tử là cố gắng. Theo tôi thì nó hơi khô khan một chút. Tôi đã là khan mà bây giờ nó khô thêm nữa thì Phật tử có thấy không thích thì tôi cũng xin sám hối cái đó. Thì tôi lo bên trong thì bên ngoài tôi phải thiếu sót. Thành ra để tránh cái thiếu sót này, tôi về đây bây giờ tôi không có đưa cái danh lợi cho Phật tử. Đa số lại nói sư khó quá, người ta cúng dường mà cúng nhiều người ta được đến cái bản sổ vàng, sư không đề tên ai hết. Quỷ lão có người quỷ tới cả tấn gạo mà không được đền, có người quỷ 500, 1.000 sư cũng im lặng hết. Rồi in kinh sách không đề tên của quyền tên người ta cúng ấy kia sư không chịu. Chứ nó cúng không cúng thì thôi, đem các chùa chỗ nào mà ta đề tên mình nó thì đề. Thì tôi có từng nói rồi, quý vị thấy tôi khó thì rút lui, chỗ nào dễ thì cứ làm. Tôi thì không thích cái danh lợi. Danh lợi như đám mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Ra trường danh lợi thì dinh liền nhục, vào cuộc trần ai thì khóc trước cười. Thì quý vị chưa phải là thánh, mà tôi cũng chẳng phải là thánh. Chúng ta là phàm thôi. Thì làm cái hình thức thì cũng phải có, mà đơn giản để đi vào nội dung. Thì tỉnh xá này quý vị thấy là lặng lẽ không làm cái gì hết. Nhưng mà giáo pháp rất là đầy đủ. Chưa có đâu mà Phật tử giáo pháp như vậy. Mà giáo pháp không phải là để khoe. Thành ra mình bị tai tiếng cái đó. Nhưng mà tai tiếng mà mình có một số có, một số không. Thì ai mà chẳng có nghề mà chẳng ngứa nghề thì nó phải qua thời gian vậy thôi. Mà hãy nó có giáo pháp mặc dầu như A Nan vậy, quý vị không hành được, nhưng mà giáo pháp quý vị vẫn nắm trong linh hồn quý vị. Rồi khi gặp khổ cảnh thì cái giáo pháp nó sẽ giúp mình có trí tuệ. Thì bây giờ quý vị cũng làm như A Nan, nghe nhiều, học hỏi cho nhiều. Học hỏi là phải chánh pháp, chánh pháp là phải nhìn thấy con người của mình như là thật. Thì tôi về đây là ba mấy năm trời tôi giảng ở kinh 66 không à. Mà tôi đi sâu vào đó là cái tiến trình của năm quận. Bây giờ thế là thời buổi này Phật tử quá đông. Nam cũng đông mà nữ cũng đông. Mễ đông thì tất nhiên là nó có sự lộn xộn trong đó. Cả tới vấn đề hiểu biết nó cũng lộn xộn lõn chõn, là tôi rất là khó giảng. Nhưng bây giờ tôi thấy tôi phải đi sâu rồi, tôi không thể chậm chờ nữa. Tôi năn nỉ một số nào giỏi giúp một số mới vô. Vì cái ý của tôi cũng giống như Phật Thích Ca là muốn tất cả đều thành Phật hết. Mà thời buổi này làm sao thành Phật được? Giả nhập lưu đã là khó rồi. Thì mai là cái pháp môn tịnh độ, ở đó tôi không ưa. Không ưa là bởi vì tôi không hiểu. Một pháp môn quá cao. Nói về thế giới tịnh độ là toàn thế giới sát na. Còn thế giới quế độ của mình là thế giới chu kỳ. Thế giới của tư tưởng. Có phải, có quấy, có dinh, có nhục, có lợi, có hại. Hãy có sanh thì có tử, có nở thì phải có tài. Còn thế giới tịnh độ không nằm trong đó. Thì mình thấy là vô lý. Có cái thế giới nào mà có sanh mà không tử? Có thế giới nới nào mà hoa nở rồi không tàn? Thế giới tịnh độ là như vậy. Làm sao tính được? Thành ra tu tịnh độ bị người ta bác là đầu hàng thôi. Mà nếu mình đến giáo pháp cho kỹ thì mình không đầu. Mà muốn giảng người ta thì trời ơi, cái sắc na là nó rất khó giảng. Thì tôi phải nhào tới nhào lui, tôi nghiên cứu rồi tôi chìm đắm trong thiền định, bây giờ tôi mới giảng tạm được. Rồi bây giờ tôi còn muốn giảng kỹ cái chỗ mà ông Thiện Khánh lộn nó mà tôi giảng không được. Những lúc nào tôi ngồi thanh tịnh thì tôi thấy nó ra rõ ràng, cái đem ra giảng thì nó lời cũng lộn chọn nữa. Chắc phải giảng 5-7 lần cho cái A Lại Gia tôi nó thuần thục, rồi tự nhiên nó hiện ra thôi. Chứ còn là nhớ lại, hồi tưởng lại thì làm không được. Cũng như quý vị niệm Phật vậy. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm, còn có đếm là không bao giờ nó phát hiện. Rồi tới chừng nó đầy A Lại Gia, nó tràn ra rồi thì lúc này là nó dễ, nhưng mà chưa đâu. Quý vị phải cho nó nhiều nữa thì nó tràn đầy rồi nó mất luôn cái thân bên ngoài, đi tới tam thiền. Chừng đó là tự nhiên nó ra.
Còn nhị thiền là còn có thân bên ngoài, thân bên trong. Thân phù trần là phân tỉnh sắc. Niệm từ tư tưởng rồi mới qua ai lại gia. Tư tưởng là phù trần, rồi ai lại gia là tỉnh sắc. Rồi khi nào mất luôn cái phù trần nữa là cái thân bên ngoài không có nữa, còn thân bên trong không, thì cái này mới ngon đấy. Mà tôi chưa giảng qua cái tam thiền đâu, mới có nhị thiền. Cái tam thiền rất là khó giảng, nhưng mà tôi thấy ở đây có thể có một số hiểu được. Tôi hồi xưa giờ niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật bao nhiêu đó thôi dừng. Còn chìm đắm trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm nữa, tôi biết chứ. Tôi ngồi thiền thanh tịnh rồi tôi thấy mình giảng được. Nhưng mà khi thật sự giảng thì đã không chạy. Thì tôi cứ ngừng hoài, tôi ngừng hoài, tôi để cho nó thuần thục. Ai lại ra mình nghiền ngẫm cho đầy, chừng nào tự nhiên nó tràn thì tôi giảng mới được. Là nó hôm qua đi Vĩnh Long tôi giảng, cuối rồi tôi thấy nó cũng không mới chạy, nhưng mà khá hơn trước. Rồi thì bây giờ tôi cũng thưa thật quý vị, là quý vị kính tôi, thương tôi, thì quý vị lo bên trong, tôi rất vui. Tức là học giáo pháp trả bài. Còn cái danh lợi mà hôm trước tôi đọc đó là phải có cái ban hộ tự. Cái đó là làm theo việc xã hội thôi. Mình phải có nhưng mà đơn giản thôi. Chứ không phải làm cái đó rồi dán lên bản quyền, rồi ai mà đứng đầu, ai là trưởng ban thì ngon, mà ai mà lọt sổ một cái là thấy mình mất cái danh lợi. Thành đã chen chúc lợi danh là chán ngắt, mà khúc tùng phong nguyệt mới vui sao. Cái lợi danh là một cái khổ đau nhất, mà ai cũng kẹt trong đó, cả tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi thấy tôi lánh, mà đã lánh thì tức là kẹt rồi. Còn tôi đã làm mà tôi không dứt mắt mới hay. Tôi không được, tôi lánh à. Cũng như tiền bạc với sắc đẹp thì tôi lánh. Lánh tức là tôi đụng sắc đẹp tôi dính liền, đụng tiền bạc tôi ngã liền. Nhưng mà nhờ tôi lánh thành ra tôi được trong sạch. Trong sạch là nhờ lánh. Tôi bây giờ mà còn tới bây giờ là nhờ cái phao giới lực. Bỏ phao tôi thành thằng trọng. Thành ra tôi biết cái số phận tôi là rối rôm, thì tôi thớ phận rối rôm, thì tất nhiên là bị rầy, bị quở. Ai rầy thì rầy, chứ miếng mình đắc quả thôi. Thành ra tôi yêu cầu Phật tử thông cảm cho tôi. Tôi không thể lo bên ngoài cho chu đáo được. Thành ra tôi đọc cái danh sách tôi biết là có một số không dự ý, là một số bị bỏ lọt sổ. Làm sao Phật tử đông gì 400-500 mà cái tờ đó có chừng 100 người à. Mà có một số người tôi biết cái khả năng, một số tôi chả biết khả năng gì hết. Người biết khả năng là đã ở đây lâu với tôi. Họ có cái khiếu là ban hội tự, trưởng ban, phó trưởng ban, một cái khiếu giữ tiền, thủ quỹ, một cái phiếu số là có kế toán, thì tôi lừa những người đó mà tôi biết nó là tạm thôi. Chứ không phải là danh lợi. Mình làm để cho cái tỉnh xá này nó yên. Chỉ vậy, đang mà nghe giáo pháp, mình học hỏi, mình trả bài, muốn nghe giáo pháp mà trả bài, cả một vấn đề. Quý vị phải sắp xếp thời khóa biểu, sao có thời giờ rảnh, quý vị mới đi sâu vào được. Mà nếu quý vị vì cái danh bên ngoài thì chết rồi. Quý vị thấy ở đây đó mà đi quỷ lạo đồ, mà tử biểu tôi đề cái bản lên đó, người nào cúng ít cúng nhiều ta nói thôi. Để có đó danh lợi đây rồi sao mấy người không cúng mà mắc cỡ rồi rút. Nó khó lắm. Nó khó lắm. Cũng như đi mà tôi lại thấy quý vị học giáo pháp rất giỏi, muốn cho quý vị có cái thiền định sâu. Đặng quý vị nghiền ngẫm cho được cái giáo pháp, chứ không có ngồi thiền để đó là cái tủ đựng kính thôi. Mà ngồi thiền là có quan trọng nhất. Quý vị nghe pháp một tiếng rồi, quý vị ngồi 20 tiếng, 3 tháng cũng chưa nghiền ngẫm được. Tôi có vô thường vô ngã rồi tôi đọc mà tôi 3 năm trời. Hiểu gì phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra tôi mới tổ chức đi biển. À, biển Ba Động đây thì nó rất là rộng, quý vị đi 200-300 cũng được nữa. Mà ra biển rồi quý vị thấy cái tâm mình nó an ủi vô cùng. Cái cảnh trước mắt là một cảnh bao la. Thì quý vị có thể đi sâu vào thiền định hư không vô biên là đó. Nếu quý vị nào đi tới nhị thiền, tam thiền, quý vị gặp cái biển là quý vị có thể nhập vào hư không vô biên. Còn mà niệm Phật đếm từ một tới mình rồi khỏi bến là không vô được đâu. Ai mà khỏi cần đếm mà vẫn nghe tiếng niệm Phật, quý vị gặp cái cảnh đó, quý vị có thể nhập đi qua tam thiền, tứ thiền, đi thẳng vào hư không vô biên. Nhưng mà mất cái cảnh rồi, trở lại. Cái này là cái kinh nghiệm của tự tôi mà.
Thành ra tôi mới tạo cái điều kiện. Nhưng mà quý vị thông cảm là tôi cầu lần, tôi không biết tổ chức, tôi chỉ đề nghị thôi. Vì tôi là tôi lo về bên trong, chứ bên ngoài mình lo bên trong bên ngoài là tôi phải là thánh. Tôi là phàm tăng, mà tham sân si dấy đầy mà làm sao đi thất bại, vì hiểu lầm nhau tùm lum hết. Thì tôi biết đó là của tôi, thành ra sau này tôi ít có tổ chức, đời ít ít thôi. Nhưng mà tôi muốn là tất cả pháp hội phải thành Phật hết. Mà may mắn là có pháp môn tịnh độ. Nếu không tịnh độ, quý vị không trông mong gì thành Phật đâu. Quý vị người trời là giỏi lắm. Người trời thì tương đối dễ. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm khỏi tầng niệm Phật, quý vị có thể làm được. Thì nếu định lực như vậy, quý vị có khỏi cần niệm Phật, những tiếng định lực có thể tự mình sanh về cõi trời. Còn niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm coi bến có thể về có thể không. Nó còn tạp niệm nhất niệm mà. Còn định lực thứ nhì đó là khỏi cần niệm ai là do nó tràn ra. Cái này là tôi còn phải giảng lại đó. Không phải tôi đi là không, tôi có nhật cố gắng tới tình tập nhân nhân duyên mà nằm trong cái nhị thiền ấy gì không hiểu. Cái đó mình phải sáng tạo chứ. Tôi hỏi rồi trả lời không được. Còn tôi thì tôi có cái khả năng đó. Vì tôi nói là quý vị rất hay, như pháp hội đây trả bài bài bản thì trả rất hay, gần pháp hội ba bốn năm sáu chục người, còn cái giải thích cho sâu chi tiết này kia thì có ông Thiện Khánh như có Như Nhật, nhưng mà thỉnh thoảng còn bị lầm. Như cái bản ông Thiện Khánh viết ở trên là tôi bị thấy lầm, bữa nay tôi hôm qua tôi coi tôi thấy lầm nữa. Thì ông cho là bốn đường ác địa ngục ngạ quỷ đó, có lạc thọ khổ thọ bất lạc bất khổ thì đúng đi, nhưng mà coi chừng lạc thọ khổ thọ của bốn đường ác là khác với cõi của người, khác của trời, mà người trời khác với sơ nhị tam thiền, sơ nhị tam thiền khác với tứ thiền nữa, thì cái đó tạm được đi. Nhưng mà cuối cùng thiện ác là ông nó có ba, có thiện có ác có vô ký, thì cái này quá sai nặng, làm cái gì có thiện có ác được. Bốn đường ác mà ngạ quỷ súc sanh làm cái gì mà có phân biệt được thiện ác. Thì thôi cái này tạm để nữa rồi tôi giảng sâu rồi quý vị sẽ thấy, nghe không? Thì tôi lên tôi nói cha, cái lạc thọ khổ thọ bất lạc có khổ thọ thì được, còn bốn đường ác mà có thiện có ác có vô ký thì cái thiện ác này không kẹt, làm gì có thiện ác trong đó. Thôi giờ trở lại, nghe không? Thì tôi mới đính chánh vấn đề cây một sáu bảy chục bảy tám chục giờ hôm trước tôi đọc đó, thì quý vị thông cảm với tôi, thương tôi thì có đó bỏ qua. Bây giờ ai cũng là lo cho Tam Bảo hết. Tam Bảo là cái nền tảng để mình tu. Quý vị rút ra rồi thì trong này là cái Tam Bảo không còn, thì tôi không giảng nữa thì cái tỉnh xá này tiêu. Mục đích quý vị là đi tới giải thoát. Mục đích quý vị là chấm dứt sanh tử ngay bây giờ. Thì cái pháp môn tịnh độ nó thù thắng nhất. Quý vị cố gắng làm sao được nhất niệm thì thêm cái phát nguyện là thành Phật. Nếu mà nhất niệm thì thành trời thôi. Mà pháp môn tịnh độ dám nói là thành Phật nếu mình thêm cái phát nguyện. Là do 48 lời nguyện của A-di-đà. Mà 48 lời nguyện quý vị coi quý vị không hiểu đâu. Tôi coi là mười mấy hai chục lần cuối cùng tôi hiểu. Tôi nói quá hay. 48 lời nguyện là toàn là trí tuệ để mà tạo nên thế giới cực lạc. Còn quý độ này là tư tưởng trong nhiều kiếp mới tạo thành cái quả địa cầu quý độ của chúng ta. 6 tỷ người bây giờ thì 6 tỷ người đã tạo nên quả địa cầu này. Duy thức mà, dạng pháp duy thức. Thành ra quả địa cầu này có lửa nước chơi, có sóng thần, có mà bão táp này đều do 6 tỷ người này. Không có một ông trời, không có ông Phật nào xen vào đó hết. Tôi nói sai là tôi xin chịu tội hết. Thì mấy lần quý vị thấy là như năm 2000 tận thế rồi có tận đâu. Rồi 2012 thì chính là khoa học, khoa chiên tinh thế giới đã tuyên bố 21 tháng 12 mà có đâu. Thật sự không có không? Chưa chắc. Sở dĩ không có là do quý vị. Do cả thế giới sợ quá. Là bắt đầu ăn chay, bắt đầu cầu nguyện, cải sửa nghiệp. Bởi vì tất cả nghiệp đều là cải sửa. Mà cải sửa chỉ có con người, cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Còn loài thú trở xuống là chưa có nghiệp, không có cải sửa.
sống sao chết vậy nó không biết cái gì hết, thì tôi đã giảng nhiều rồi. Cũng như sư bà Hải Triều Âm đó, thì đúng là 88 tuổi bà chết, mà đệ tử nó không chịu. Bà tới mấy sư cô là cả ngàn đó, tới mấy cái tịnh cái chùa đó, hết cái Đại Ninh hầu như là đệ tử của bà hết, nó đâu có chịu cho bà chết. Mỗi sáng nó tụng kinh rồi mới nó hồi hướng xin cho sư phụ nó phải còn sống. Mà cả ngàn người sư cô như vậy, mà sư cô nếu giữ giới kỹ thì bà làm sao đi được. Cái tư tưởng nó mạnh, nó hội lại thì nó cũng phải kéo cái phước báo bà ở lại với nó nữa. Rồi Phật tử bắt chước là làm sao cho tôi sống nữa. Trời ơi, tôi khác, sư bà khác. Sư bà là con người tôi có chứng đắc. Tôi hồi nhỏ mà cái tinh tấn của bà mình thấy mình nể. Thì có thể bà ở lại bà đau nhất, nhưng mà cái khổ bà không có. Còn tôi đau nhất với cái khổ nó dính liền, mà tôi đâu phải là thánh tăng. Thành quý sư phải thông cảm cái chỗ đó, để cho tôi ra đi. Chừng nào mà tôi đắc cỡ đời thánh quả mà không đau nhất, ít nhất cũng phải bất lai. Nhập lưu vẫn còn cái cảm giác tư tưởng dính liền, nhất vãng lai vẫn còn cảm giác tư tưởng quả thánh thứ hai, chỉ có bất lai thôi. Bất lai chết là sanh về cõi tứ thiền sắc giới, nơi đó không có thân ngoài, không có thân trong. Mà thân ngoài là cái cảm giác của phù trần là nó nhức nhối, không bằng cái thân trong là cảm giác của dây thần kinh. Tới bất lai mới là dứt được thân ngoài thân trong, thì bất lai ở lại đây cũng tạm được, nhưng mà chưa giáo quá linh động, phải a la hán. Tôi mà đắc la hán nó thiệt, tôi không về cực lạc đâu, tôi ở lại với Đức Di Lặc. Còn bất lai tôi cũng vậy, không có làm gì được. Thì quý vị phải hiểu giáo pháp cho rành, thông cảm cho tôi ra đi. Thì cái đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Bởi vì tôi cái đau với cái khổ, cái cảm giác tư tưởng tôi vẫn còn dính liền cho không cách thay được. Còn con người mà cảm giác khác và tư tưởng khác thì quan thú gì. Tôi nói về vấn đề hiến xác rồi. Đau đớn thì vẫn đau đớn, nhưng mà cái tư tưởng mình đã phát nguyện, mình phát tâm rồi, thì tất nhiên mình không giận không sân. Một người mẹ mình thương rồi đánh mình mạnh cách mấy giờ mình cũng không giận. Đánh mạnh không đau sao? Cũng đau như thường. Đức Phật đói có đau không? Vẫn đau, vẫn trăn trở, vẫn nhức nhối. Nhưng mà sân là không hề sân. Chúng ta nên nhớ học cái di thức rất hay. Cái đau là thuộc về cảm giác của cái da phù trần căn và cảm giác của dây thần kinh tịnh sắc căn. Còn cái sân là do tư tưởng mượn cái óc để mà hà hơi vào đó. Mà nếu tư tưởng mạnh thì người ta vẫn cảm giác đau đớn, mà người ta không. Mình đâu có gì phải nhớ là cõi tam giới này là do thọ tưởng đã tạo nên nó. Diệt thọ tưởng định là không dính mắc vào cảm giác và tư tưởng thì là A-la-hán. Mà cái tư tưởng là cái khó nhất. Nhất là tôi đã nói với quý vị, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là toàn là cảm giác không. Nó không có tư tưởng. Tức cái ý là cái óc, đây mới là qua tư tưởng. Thành ra cái ý nó có phù trần, nó có là ngũ câu ý thức, độc đồng ý thức. Cái này mới là quan trọng. Nó là chúa tể của năm thức đầu. Thức thứ sáu nó là cái gốc cây, rồi nó chia ra năm nhánh là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì năm nhánh này chỉ cảm giác thôi, chứ không có khổ. Cảm giác đau đớn, nhức nhối, cái đó chưa phải là khổ. Mà khi tư tưởng nhận cảm giác này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì bắt đầu cái khổ từ đây. Thành ra loài thú nó không có ý chí, không có mạt na, thì nó sống và phê, chết là chết. Nó đói thì ăn, khát thì uống, mà vấn đề khổ nó không có. Thành ra quý vị thích làm như loài thú là tại vì nó không có cái miếng. Còn A-la-hán cũng giống như vậy, bất lai cũng giống như vậy, cũng đau đớn của này kia nhưng mà không có khổ. Thành nó giống hệt. Thành ra chúng ta phải học giáo pháp vậy. Nhưng mà tôi muốn nói quý vị, sống theo sư trưởng là hay nhất. Thành ra tôi đổi cái câu của Mạnh Tử đó, tôi tạm đổi thôi. Thì Mạnh Tử nói là dân di quý, xã tắc thứ chi, quân di khinh. Thì có thể đổi là Phật tử hay bá tánh là quý nhất. Thì tỉnh xá này có là do Phật tử bá tánh người ta hùng tiền, chứ tôi làm có các bạc nào đâu. Thì Phật tử bá tánh là quý nhất.
Tịnh xá là thứ chi? Tịnh xá quý vị cất để quý vị học hỏi giáo pháp. Ông sư trụ trì là đáng khinh. Đó là chỉ lo cho Phật tử thôi, là làm dâu trăm họ, chỉ có vậy thôi. Tôi đến đây đã đem cái chánh pháp, đem cái sự giải thoát cho quý vị. Còn tất cả vật chất này là của quý vị. Thành nó làm cái gì đâu quý vị, ra tiền cho tôi có gì đâu, quý vị phải xin, phải đủ thứ hết. Quý vị chính quý vị cắt, mướn người cắt, nhưng mà phải qua cái giới luật. Tôi chứng minh đúng theo sư trưởng. Không xây cất tường gạch nóc ngói, không xây cất lầu, chỉ cùng cây dáng lá thôi. Thành ra mình thấy đây rất là đơn giản, rất là thanh bệnh. Còn tôi thì hồi trước tôi còn trẻ, bây giờ tôi bệnh rồi tôi phải có gốc. Chứ mỗi lần mà cất với tôi cũng ở gốc cây không, có gì vô đây thấy là tôi gốc cây, nhất là bên đây mát nhất. Có ai mà giảng pháp được như ngồi ở ngoài trời này không? Quý vị vô trong phòng đây cũng có nhà giảng để thắng mưa. Mười mấy hai chục có quạt máy. Mà nó cũng không mát, mà có quạt máy là bệnh nha. Quý vị nên nhớ cái gì của nhân tạo là cái đó đi tới bệnh hoạn. Cũng như quý vị mà điện thoại di động ai cũng có hết, quý vị không biết cái hại của điện thoại di động. Quý vị coi báo văn hóa Phật coi cái đó không à, mà có cái internet gì đó. Nó làm cho hư cái não. Sau này tai biến mạch máu não một đống là do điện thoại di động. Nó có những cái làn sóng nó rất mạnh. Rồi mình cũng tư tưởng cũng có làn sóng, tất cả đều là làn sóng, là điện lực đó. Thì hai cái nó đụng nhau. Mà làn sóng của internet, của điện thoại di động đó là quý vị thấy xa xa có một cái đó là cái giết người đấy. Rồi quý vị cái kê lỗ tai nó búng vô cái ốc quý vị. Thì lần lần nó cái làn sóng nó mạnh hơn cái làn sóng tư tưởng của quý vị. Nếu quý vị tu thiền chứng đắc thì được. Còn yếu hơn nó phá mình hư cái ốc, bị tai biến mạch máu não. Cái đó là khoa học nói à. Thành ra tôi không biết từ đâu mà từ xưa giờ tôi nói về máy móc là tôi không ưa. Hồi đầu đó là tôi không cho thâu đĩa nữa. Rồi ngoại quốc Việt Kiều nó về năn nỉ, đoạn thiện đức cũng năn nỉ tôi, Phật tử đâu muốn quá cho người ta thâu đi. Hãy thâu được một cái thì tràn lan cả thế giới. Rồi đưa tôi lên mạng cũng chẳng hỏi tôi gì hết. Rồi Phật tử nói giờ sư đứng đầu về tịnh độ đó sư. Sư thuyết pháp bây giờ người ta phê phán đó là tầm cỡ thế giới đấy. Tôi có biết cái gì đâu, có mạng, có gì đâu, điện thoại di động tôi cũng không có, mà cả điện thoại bàn cũng không có. Với hòa thượng tịnh xá các rầy tôi hoài. Muốn kiếm sư không biết làm sao kiếm. Di động không có, mà điện thoại bàn ở tịnh xá Ngọc Vân cũng không có. Tôi nói kiếm tôi để làm cái gì? Tôi có cái bổn phận gì đâu, tôi là trống lỏng, tích không, chứ có gì đâu. Rồi Phật tử giờ muốn kiếm tôi cũng không biết làm sao kiếm. Thì kiếm Phật tử. Kiếm Phật tử thì tôi đỡ, tôi thấy cái hay. Tôi từ chối dễ dàng. Còn nếu mà có điện thoại di động nó điện cho tôi mà nó năn nỉ đi khai thị này kia, về nhà nó trái tăng này kia không, nó khóc. Tôi là sợ nhất cái khóc. Nước mắt đàn bà thì hãy khóc rồi là tất cả phải chiều nó thôi. Đó, ông Dương Dương để nước mắt đàn bà như biển đại dương mà tốn rưng thì tối rút. Tôi bà thí chủ tôi cũng chuyên môn khóc. Hồi đó mà ông thí chủ tôi đánh mà con cái ít có sợ. Bà không bao giờ đánh con. Nói không nghe là bà khóc. Khóc thì phải nghe lời thôi. Bà người mẹ mà. Khi khóc rồi con mình thấy mình tội lỗi, mình làm cho mẹ mình khóc. Thì bà dạy cái gì không nghe là phải nghe thôi. Còn ông thí chủ tôi đánh cây đồ bữa heo đội tới lỗ đầu. Bỏ chạy thôi. Nhưng mà không nghe là không nghe. Dùng cái quy quyền là nó không có bền. Dùng cái cảm tình, nhất là cảm tình người mẹ đã lo cho mình từ chút rồi, bây giờ bà nói mình không nghe, bà khóc thì mình thấy nó khổ vô cùng. Thành ra bây giờ tôi rất sợ nước mắt của đàn bà. Tôi nói đừng có ghét tôi, mà không phải tôi sợ mấy ông mấy bà, tôi sợ tôi nè. Quý vị phải thương tôi, quý vị phải biết là tôi chưa đắc quả. Thành ra tôi thường nói nó vô này, đừng có son phấn, đừng có giữ dầu thơm nhiều quá. Tôi không phải sợ son phấn đâu, mà tôi sợ tôi nè. Bây giờ tôi ghiền cái đó là chết tôi. Bây giờ thì tôi hửi không nổi. Nhưng mà gửi thời gian là nó quen. Quen là gì? Quen là tập. Mà tập là gì? Tập là ông nội của khổ.
thành đó với cô bác sĩ rồi gạo cô nói là con không bao giờ nghiện rượu đâu sư ơi, con đâu uống thử mà cái ông giám đốc ông đưa là con phải đưa vô miệng nuốt một chút mà nó chắc ngầm nó đắng ngắt nó cay xé làm sao mà ghiền được. Tôi nói chết chết chết, cô không học tri thức không có đi vào mà con biết lần đầu thì không có ghiền nổi đâu. Hút thuốc cũng vậy, mấy ông thiền nam thiền định mới tập hút thuốc đầu nó cay xé, học sảy rồi mới mũi chảy nước mắt nước mũi. Tôi là có tập thử rồi, tôi lần đầu là tôi bỏ luôn tới bây giờ. Nó đâu có ngon lành gì mà nó đắng ngắt nó cay xé, nhưng lần thứ hai nó bớt, lần thứ ba bớt, lần thứ tư thứ năm nó thấy nó ngọt nó dịu rồi vô cái rõ rồi đó. Thành ra cái son phấn nó cũng vậy đó. Son phấn là ta kêu xa xí phẩm, đóng 100%. Nó 10 ngàn thì đóng thế 10 ngàn là 20 ngàn. Thế mà ông bà vẫn xài. Sao vậy? Nó làm cho mình đẹp, làm cho người khác hấp dẫn. Thì Phật tử cũng vậy đó, tôi thấy là có một số năm mươi mấy sáu chục tuổi rồi. Sửa soạn có trẻ măng như hai mấy ba chục à. Tôi hỏi cô bữa nay nhiêu tuổi, nói sư đoán coi con bao nhiêu. Tôi nói cô chắc chừng 25, 26. Không có đâu sư, con năm mươi mấy gần 60 rồi. Do son phấn, do sửa soạn mặt trắng tươi, thấy không? Tóc thì uống thì lỏ nữa rồi cắt xuống như mấy cô đào hát bóng. Môi thì tô son, ai mà có biết già. Thì mình khoái lắm, ai nói mình trẻ thì mình thích. Ai nói mình già mình không chịu. Bây giờ làm cho trẻ, cho người ta thích. Nhất là mấy cô chưa có gia đình trẻ thì đó thì làm chiếu ghẻ người ta, ta chọc thì chửi. Hay là mình sống thật sự với mình thì đạo Phật, nếu mà sống như thật, sống thực sự đó là Phật. Phật là cái gì? Phật là sống hoàn toàn sự thật, sao thì cứ để vậy. Tôi sao tôi để vậy à, mặt có nổi cái gì tôi cứ để. Mấy cô nói để con kiếm thuốc trị cho nó thôi, rồi ăn uống nó hết là hết, không hết thì để nó vậy. Tóc bạc rồi xấu sao? Tóc đen mới tốt sao? Còn đen lại chê tóc đỏ mới tốt. Cái đó là cái là móc túi tiền mình cho mình làm chết mồ chết tổ đi, mình đun vô cái xác thân không. Mà cái thân là thân bất tịnh, thành ra tôi đổi lại là thân tịnh là bốn đường ác. Nhưng mà thường rầy quá trời, cái này trong kinh đâu có. Thân là tịnh, thọ là sướng, tâm là thường, các pháp là có ngã. Có ai mà dám vậy không? Tôi nói con dạ, con chịu trách nhiệm về những cái đó. Đạo Phật là đạo gì? Là đạo cuộc sống. Cuộc sống bây giờ là thân là tịnh, không tịnh sửa soạn chỉ có dụ dỗ phấn chí. Còn mấy ông thiền nam bây giờ bắt trước làm như mấy cô, nghe không? Cũng thoa son rồi phấn kẻ chân mày rồi để tóc giống hệt tôi. Như tôi nhìn tới nó cái này, hỏi ông bên cạnh cái này người nữ hay người nam, cảnh nói người nam mà sư. Tôi nói sao giống mấy cô uốn tóc này kia là to son vô phấn kẻ chân mày. Bây giờ nó có cái gì đó BD gì đó, tôi nghe nói kêu bà đồng tình luyến ái gì đó. Tôi là tôi sợ luôn. Tôi đi Đà Lạt mà xuống mấy cái thác là tôi thì tôi thích thác. Nó ao ao ầm ầm vô đó nhập định định đó. Thì có hai chú trai trai rõ ràng. Trời ơi nó ôm hung hít nhau chục chục á, mà nó ngồi dưới lỗi trên mình nói sao mà hỏi lên nó bên cạnh này trai hay gái. Nó hai người trai hết sư. Tôi nói trai sao mà lại ôm nhau hung hít mà làm cái gì kỳ vậy? Ông nói nó đồng tính luyến ái. Tôi đó giờ nghe đồng tính luyến ái mà không biết sao, nam với nam, nữ với nữ, coi như vợ chồng vậy đó. Rồi bây giờ ông Đỗ Ngọc đó bây giờ đăng báo cho hai người kết hôn, có giấy hôn thú đàng hoàng. Rồi làm sao mà có con? Không biết sống là sống sao. Tôi nói thế giới bây giờ nó đảo ngược kỳ khôn lắm. Tôi là nhờ có văn hóa Phật giáo tôi đọc tôi mới biết, chứ tôi đâu có truyền hình đâu có gì đâu. Văn hóa Phật giáo thì mỗi tháng hai kỳ, trong đó có đăng những cái giật gân ít lắm, nó nói về đạo nhiều, nó đủ thứ trong đó, thành ra tôi mới biết chút ít. Mà tôi dường như bắt buộc đó là phải thuộc cái bài kinh 66 thuộc lòng hết. Đăng chi vậy? Đó là cái chất liệu giải thoát. Quý vị đi ngoài biển mà quý vị không thuộc là chết. Ngồi ọc nó ra. Quý vị có ăn cỏ rồi thì cái cỏ phải trở thành thịt xương máu của mình mới thành đạo quả được. Thì ọc ra rồi khi ở ngoài biển nó nghiền ngẫm cái giáo pháp đó. Cái chính cái chỗ mà ra ngoài biển độ tâm nó thanh tịnh vô cùng, coi cái gì cũng hiểu hết.
cái hoàn cảnh nó giúp đỡ cho cái xác thân mình, cho cái tư tưởng mình sáng suốt. Mà sáng suốt thì coi đâu hiểu đó, rồi hãy hiểu được thì nó mới quân tập vào cái linh hồn. Mà đầy nhóc rồi tự nó tràn ra thì quý vị mới đắc quả được. Thành ra tôi nói đắc quả là nhờ nhị thiền. Mà chính cô cô Như Nhật, tôi hỏi tại sao mà tôi lựa nhị thiền cô biết không? Cô không rành. Cô nói viết trong cái bài kinh, cô viết lại cái này, sư giảng phải qua nhị thiền mới qua cái nhập lưu được. Tại sao lại sư giảng? Vậy là cô không hiểu gì hết. Cô nhắm mắt mà cô tin theo tôi. Mà tôi nói gì thì mà tôi không nói lý do tại sao. Bây giờ tôi hỏi cô tại sao không lấy sơ thiền, không lấy tam thiền, không lấy tí thiền mà lấy nhị thiền? Tại sao vậy? Mấy Phật tử mới thấy là cái mục đích tôi là tôi không giảng hết, để tự mình lựa chọn trong đó chứ. Mình phải có một sự tham thiền chứ. Đó là cái trạch pháp, cái hay của vị như cậu Thiện Khánh không viết cái bản ở trên ấy. Bữa đó thì cô vô, tôi thấy mấy cô đứng coi, tôi cũng coi. Tôi hỏi không? Hỏi mấy cô thấy cái gì sơ hở của ông Thiện Khánh không? Cô Như không biết, mà cô Duyên lại biết. Cô nói cái mạt na này ông Thiện Khánh đề cái gì? Rồi cái ai lại gia này, ông đề lộn này sư. Tôi nói cô này hay, ít ra cũng phải vậy chứ, đừng có sợ hào quang của người ta. Ông Thiện Khánh là viết cái gì cũng đúng sao? Có nhiều khi có nhận ông cũng lầm. Ông biết là như cái ai lại gia là hả? Ai lại gia là căn bản vô minh, thì cô Duyên nói cái này là chi mạc chứ đâu phải căn bản. Sự nói câu này hay, ít ra không phải vậy. Mình đừng có sợ, dầu lộc Phật cũng vậy. Tôi mà Phật mà viết không đúng thì tôi vẫn phải sửa lại. Mà sửa lại biết là sao đúng? Đúng là ngay trong cuộc sống này. Nếu mình áp dụng mà ích lợi cho mình, ích lợi tất cả thì cái này là đúng. Còn Đức Phật dạy mà áp lợi dụng mình thấy là được cho mình, mất tất cả chúng sanh đau khổ thì cái này nhất định là không đúng. Còn được cho chúng sanh ích lợi mà mình lại đau khổ cũng không đúng. Đạo Phật là đạo cuộc sống có đau khổ mới có Đức Phật. Mà bây giờ giảng cái pháp mà không đưa tới giải thoát, làm cho người khác đau khổ, làm cho mình đau khổ, hoặc là tất cả đều hạnh phúc, một mình mà đau khổ cũng không được. Thành ra có duyên cổ mà có cái trạch pháp. Mà cô Như Hưng này tôi thấy hay hơn mà. Hỏi cô không biết. Cô Duyên nói cái này đâu phải là căn bản vô minh sư. Cái này là chi bản, căn bản là ở trên kia. Nó là niết bàn tịch tịnh thì mới có căn bản vô minh. Thì cổ nắm vững. Chúng ta phải hiểu. Dám vững thì mình phải dám nói, dám ăn, dám chịu. Vì đó là cái hiểu biết của mình mà. Mình nghe sư giảng vậy mà nó rõ ràng là chi mạc. Nếu chi mạc rồi, nếu căn bản thì ở trên kia là cái gì? Chi mạc là giọng chân hòa hợp. Đó, chúng ta phải hiểu. Thì chúng ta nhớ là từ nay tôi muốn đi trao đổi là chỗ đó đó. Ví dụ vô trao đổi thì Khánh, tại sao cái này sư nói là, thầy nói là căn bản vô minh. Như vậy đỡ trên niết bàn tịch tịnh đi xuống kêu là cái gì? Thì mình học qua mình hỏi trao đổi với nhau. Còn bây giờ Thiện Khánh ông giảng cái 20-30 người nghe, mới làm sao mà trao đổi? Mà cái trình độ ổng lại cao, trình độ dưới này lõng chõng nữa. Rồi có ai dám hỏi đâu, ông giảng sao cái amen nghe vậy thôi. Còn nếu Phật tử trình độ tương đương thấp thì thấp hết, thì mới trao đổi với nhau, rồi mới hỏi những người cao hơn. Thì mình tiến hóa rất mau. Bởi vì quý vị nhớ nó, khi mà đặt cái câu hỏi là ai lại gia, mình đã có chủng tử rồi. Thì mình mới hỏi được chứ không có chủng tử làm sao hỏi. Mà chủng tử mình quá kém, mình mới đưa ra hỏi mấy vị khác, mới trao đổi với nhau. Mà đúng được cái chủng tử, bắt đầu có chủng tử giỏi hơn, nó vào trong ai lại gia. Nhưng mà chủng tử chưa phải là giải thoát. Nhớ chỗ đó. Chủng tử mà cao kinh nghiệm kiến thức dồi dào thì có ai bằng cái tứ thiền sắc giới vào phi tưởng phi phi tưởng. Đây là chủng tử cao nhất trong các chủng tử. Nó tương tự như là Như Lai mà. Còn vô số xứ thì chủng tử vô vào tương tự A La Hán. Nhưng mà chủng tử là chướng ngại con đường giải thoát. Chừng nào mà thấy rõ những cái chủng tử đó. Bởi vì chủng tử là phải có hình tướng.
Thành ra cõi trời vô sắc giới với phi phi tưởng vẫn có hình tướng. Mà chừng nào quý vị mới thấy được? Có thể phi phi tưởng thấy được cái hình tướng của vô sở xứ, mà vô sở xứ không hề thấy hình tướng của phi phi tưởng được. Lớp 11 không hiểu lớp 12 được, 12 nó có thể hiểu một phần nào của lớp 1, hiểu một phần chứ không có bằng ông hiệu trưởng hay thầy giáo được. Chúng ta phải hiểu cái đó. Anh đâu quý vị cố gắng ha, thì tôi cũng cố gắng. Chúng ta đồng đi tới cực lạc giải thoát. Thì một lần nữa tôi xin tất cả những cái bên ngoài, thì quý vị thông cảm cho tôi. Nếu mà tôi ra sắp xếp, tôi ra tôi làm việc xã hội bên ngoài thì tôi cũng được thôi. Cái đó dễ mà. Cái bằng cấp ở ngoài, cái tài đó thì nó dễ ợt thôi. Thành ra chính cái đó mà ông Trương Lương nói với ông vua Lương là vua, nếu Hán Bái Công là nếu bệ hạ muốn tìm một người mà giỏi giỏi mà diệt hẳn giỏi đó, tôi chở về bệ hạ mấy ngàn xe cũng được. Nhưng mà nghe một người có trí mà có sự thông minh đó, thì ngoài Hàn Tín là kiếm người thứ hai khó kiếm. Hàn Tín là cái gì? Một tay lòn chuông ở ngoài chợ, lòn trung Hán người ta ở ngoài thất tịch. Ông thất tịch đó, ông nói ông đi đâu cũng mang cái gươm vậy. Ông là cái thằng là vô dụng, mà đi đâu mang cái gươm kè kè như loại võ sĩ. Nếu ông võ sĩ ông chém tôi đi. Rồi cái Hàn Tín mắc cỡ cúi đầu xuống đi. Nếu ông dư sức chém, ông nói mày không được đi. Nếu mày đi mà phải chung qua cái chuông Hán, tao đưa cái tay cái chân lên cái thịt mày chung qua đây tao mới cho đi. Mày đeo cơm là mày phải can đảm. Còn nếu mày không chung mày chặt đầu tao, mày dám không? Chúng ta thấy là cả một vấn đề. Hàn Tín phải chung lòn cái chuông ông để qua ngoài chợ người ta vỗ tay người ta cười. Thì cái này là một điều hèn hạ nhất trong con người. Mang gươm kè kè là tráng sĩ, là ngon lành, mà chung lòn trung Hán của một thằng bán thịt. Nhưng mà cao thượng nhất thì không ai bằng Hàn Tín. Nếu có con mắt nhìn, chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra Hán Cao Tổ không chịu xài Hàn Tín. Nó là cái thằng lòn trung giữa chợ, mà bây giờ cho nó làm đại tướng, nó nắm lãnh tất cả quân sĩ, ai mà phục nó? Quan tướng tá gì phải dưới quyền nó hết, thì làm sao mà phục nó được? Trương Lương nói chính cái lòng trung Hán là cái cao thượng nhất của Hàn Tín mà ít có ai hiểu được. Kẻ sĩ mà nếu làm như bệ hạ, bệ hạ chặt cái tên đứt đầu Hàn Thịt thì dễ dàng thôi. Nhưng mà ở tù và có thể bị tử hình. Mà cái tài ba mình như vậy mà đối với cái tên tép riêu đó sao? Tất nhiên phải ẩn nhẫn thôi. Mà ẩn nhẫn mà nếu mình không lòn trốn, nó đâu cho mình đi. Nó đứng dàn chân vậy mà đi là nó đánh mình. Thì bây giờ muốn qua khỏi nạn khỏi đó thì phải lòn trốn chân đó. Thì người ta bưu lợi người ta coi, thì ta sẽ vỗ tay, ta chửi Hàn Tín là cái tên hèn nhát, mang gươm mà không có cái ý chí của dũng sĩ. Nhưng mà những bậc cao thượng người ta biết, người ta biết, người ta cúi xuống để người ta nhảy cao hơn. Thì đó phải vậy thôi. Thôi tôi nói vậy là quý vị biết hay không? Nhưng mà cái đó không phải là thánh nhân, là một bậc quân tử đại nhân. Đại nhân với thánh nhân khác. Một người cao thượng khác, còn một người thánh nhân nó khác. Cao thượng là chúng ta đạt tới là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ không. Thì đây là những người cao thượng, cao hơn cái thấp, chứ không phải là bậc giải thoát. Giải thoát là phải qua nhập lưu nhất vãng lai, nhưng đây cũng là phân nửa giải thoát thôi. Tới A-la-hán mới thật sự là thánh nhân. Thành ra trong kinh nói nhập lưu nhất vãng lai bất lai, tuy là thánh mà thánh hữu học. Chỉ có A-la-hán mới là thánh vô học. Thì tôi năn nỉ quý vị một lần nữa, quý vị cố gắng về coi bài kinh 66 này, rồi nói như bên cảnh đưa ra, thì quý vị xin làm bốn nguyện, mỗi người nên có một bộ. Nếu ai không thì thôi, còn người nào mà khá giả thì phát tâm phô tô cho mấy người khác. Mình cho giáo pháp thì tất nhiên mình sẽ có trí tuệ. Cái đó là như vậy. Còn mình cúng bông vô tức Phật đó, thì trong kinh nói mình sẽ đẹp đẽ. Mình đẹp đẽ để làm gì? Để người ta dòm ngó, người ta chọc mình, nổi sân. Còn nếu mình trí tuệ sáng suốt thì ích lợi cho mình với người khác.
Tôi thấy quý Phật tử bây giờ đó thì phung phí lắm. Cái đó thì trong kinh Nhân Quả nói, nếu ai cúng dường mà bông hoa cho dứt đẹp thì trở nên đẹp đẽ làm hoàng hậu, nổi tiếng thế giới, là hoa hậu thế giới. Để làm cái gì? Để rồi xa đọa. Bà lão ăn mày mà cúng hai xu mà sao lên hoàng hậu đó. Thì quý vị cúng bông cho Đức Phật, lựa bông cho mắt mắt để cho lâu đó, và đem tiền đó, đó cái bông đó tôi nghe nói là mấy trăm ngàn một cái dĩa mà chân đó, thì vừa vừa thôi. Những ngày cúng hội rằm 30 thì nên có một cái dĩa đó, rồi ngày thường thì thôi. Cái bông này là quý nhất mà mình không theo, mình lo cái bông ngoài không à, làm cái hình thức thôi. Cái bông quý vị làm sao nở cho nó rõ ràng, nó sạch sẽ nhất là bông sen. Mỗi vị là một cái bông sen, nhưng mà không phải bông sen ở hồ sen đó nha, bông sen bằng hào quang. Thì quý vị niệm Phật cho tới giai đoạn thứ hai là có bông sen hào quang, khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật. Thôi tôi nói là tới mai cũng không đổi, vậy tới đây trước khi dứt lời thì một lần nữa tôi cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Phật giới chúng sanh đều chóng giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.